Đây là dừa nước xuất hiện trong những bộ phim như Cánh Đồng Bất Tận các thứ. Cảnh mà một bé bị phải khi mà chạy máy bay, chạy càn thì đã dìm xuống nước dưới dừa nước như này. Bên này là cái cồn, đây là giữa sông, cái sông gì quên mất rồi. Chúng tôi đang ở Bến Tre. Đây, bên này cồn thì là người dân cũng ở xung quanh đây, và mỗi cái đường vào chỗ này người ta sẽ làm một cái luồng vào để người ta dẫn tàu vào. Đấy, đi lại bằng tàu và phà, thuyền và phà. Đây, ví dụ như những cái chỗ như này là sẽ đường vào nhà. Đây, đường vào. Đấy, đường vào sẽ ghe thuyền sẽ vào đó. Đây, sẽ có một cái thuyền. Sắp tới một cái thuyền sẽ nhìn rõ hơn. Đây rồi. Đó. Đấy. Đấy, người ta đang xây cái nhà kìa. Đấy, thì người dân sẽ có nhà chứ ở đấy. Đấy, mà đường vào là sẽ làm phá đường, ủi của các xe, máy ủi luôn, máy xúc. Đấy, cái cồn này khá là dài. Wow, cái cồn này chắc cũng phải mấy cây ấy nhỉ? 5-6 cây ấy nhỉ? 7-8 cây gì đó lên á. 7-8 cây hả anh? Đấy, cái cồn ở giữa sông này, 7-8 cây. Để tôi xem lại cái tên của sông ấy nhá. Đây xem nào. Đây là sông này, là sông Hàm Luông. Đây, Hàm Luông này. Đây, sông Hàm Luông. Đấy, cái cồn mà chúng tôi đang đi đây. Đấy. Đây mới chỉ là một góc nhỏ ở chỗ này thôi. Sông Hàm Luông. Đấy, thấy chưa? Đấy. Sông Hàm Luông. Cái cồn rất dài. Okay, tiếp tục. Bố mày cẩn thận nhá. Đó. Ở kia chắc là những cái phao họ đánh cá đấy bố ạ. Đây cái thuyền đánh cá này. Thấy chưa? Đây này, đây một lối vào nhà dân. Bố cẩn thận nhá. Đây một con ông đang quậy ở đây. Có mở bảo anh em là sao? Đây một đường vào của nhà dân này. Đây là thuyền người dân đánh cá đây. Những cái phao kia là phao, chắc là phao ở dưới là cá câu. Mình đứng lên xong rồi tất cả. Đấy, để thuyền lật thuyền sao anh ơi? Không, không lật sao được. Lật thuyền bằng cách nào? Anh quay lại để chụp ảnh ạ. Ok, rồi bây giờ tôi phải chụp ảnh đây. Xin chào và hẹn gặp lại.